có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp ác, làm nhiều điều thiện sự. Khi thân hoại mạng chung, người có thiện trí tuệ được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã nghe tâm hình hay là hình hóa thân ái. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Chích Tam Phương. Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Kha gia. Con thành kính lãnh lễ. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tinh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thích Tâm Hương. Cảm ơn Thích Rạng Đông. Dạ, bây giờ con đã thấy Đại Đức Tuệ Nhẫn vừa quan tâm vào đạo tràng. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để cùng chúng con ôn bài Tiểu Bộ Kinh số 30 và 31 nhà Sa Thú Lanh Thai. Con kính nhận mít đến sư và cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng, con cung kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ và cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, bốt bài con sư đọc bài ạ. Dạ, con xin đọc kinh Tiểu Bộ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến. Ô, sao nó không chạy? Dạ có rồi. Dạ, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến. Và tôi đã được nghe. Tại các tỳ kheo, có hai pháp này làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây này các tỳ kheo, có người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở người sợ hãi, làm điều ác, ngoan cố trong việc làm điều không thiện, người ấy bị đun nấu bởi ý nghĩa ta đã làm điều ác. Này các tỳ kheo, hai pháp này làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Làm xong thân ác hạnh hay nói các lời ác, làm xong ý ác hạnh hay bất cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm các lành, làm các điều bất thiện, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ bị sanh vào địa ngục. Ý này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai pháp không làm cho lung lấu. Thế nào là hai? Ở đây này các tỳ kheo, có người làm điều lành, làm điều thiện, che chở người sợ hãi, không làm điều ác, không ngoan cố trong việc làm điều thiện, người ấy không bị nung nấu. À, dạ, sư xin lỗi ạ. Dạ. Người ấy không bị lung lấu vì nghĩ rằng ta đã làm điều lành, không bị lung lấu vì nghĩ rằng ta không làm điều ác. Này các tỳ kheo,
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến từ bỏ thân làm ác hay nói các lời ác, từ bỏ ý ác hành hay bất cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm các ác nghiệp, làm nhiều điều thiện sự. Khi thân hoại mạng chung, người có thiện trí tuệ được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, tôi đã được nghe. Dạ, con xin sám hối vì cái máy của con nó, cái máy ăn nhỏ quá. Người xin dừng mic lại cho luôn ạ. Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng và con kính đảnh thượng tọa Pháp Tân. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Và con xin đọc bài kinh số La Mã 30. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai pháp này làm cho nung nóng. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỳ kheo, có người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở người sợ hãi, làm điều ác ngoan cố trong việc làm điều không thiện, người ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ ta đã làm điều ác. Này các tỳ kheo, hai pháp này làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Làm xong thân ác hạnh hay nói các lời ác, làm xong ý ác hạnh hay bất cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp lành, làm các điều bất thiện, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Một, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai pháp không làm cho nung nóng. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỳ kheo, có người làm điều lành, làm điều thiện, che chở người sợ hãi, không làm điều ác, không ngoan cố trong việc làm điều thiện. Người ấy không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta đã làm điều lành, không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta không làm điều ác. Này các tỳ kheo, hai pháp này không làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Từ làm ác hay nói lời ác, từ bỏ ý ác hành hay bất cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp ác, làm nhiều điều thiện sự, khi thân hoại mạng chung, người có thiện trí tuệ được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Thủy Hiền đã đọc xong. Dạ, sa thu lành thầy cô tu nữ tự duyên. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, Pháp và Chư Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tôn nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin đọc tiểu bộ kinh
3:30 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai pháp này làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở người ái, làm điều ác ngố trong việc làm điều không thiện, người ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ ta đã làm điều ác. Này các tỷ kheo, hai phải làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Làm xong thân ác hành, hay nói các lời ác, làm xong ý ác hành, hay bất cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp lành, làm các điều bất thiện, khi tân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Phẩm 31. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai pháp không làm cho nung nấu. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm điều lành, làm điều thiện, che chở người sợ hãi, không làm điều ác, không ngoan cố trong việc làm. Người ấy không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta đã làm điều lành, không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta không làm điều ác. Này các tỷ kheo, hai pháp này không làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Từ bỏ thân làm ác, hay nói các lời ác, từ bỏ ý ác hành, hay bất cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp ác, làm nhiều điều chung, phải có trí tuệ được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này được nghe. Tiểu bộ kinh phẩm 31. Vatana xin được kính mời Sita Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn huynh Vatana. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Dạ cảm ơn Sita Nhật Huỳnh. Vinh Văn Nhật Vinh biết được tín hiệu, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính Thượng Tòa Pháp Tăng Vương Tràng. Dạ Nhật Vinh kính chào Đạo Tràng, nhà con xin đọc bài 30 tiểu bộ kinh. Dạ cảm ơn Vinh. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai pháp này làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở người sợ hãi, làm điều ác ngoan cố trong làm điều thiện, làm điều không thiện, người ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ ta đã làm điều. Này các tỷ kheo, hai pháp này làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Làm xong thân ác hạnh, hay nói các lời ác, làm xong ý ác hạnh, hay bất cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp, làm các điều bất thiện, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ bị sanh vào địa ngục. Làm xong thân ác hạnh, hay nói lời các lời ác, làm xong ý ác hạnh, hay bất cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp tạo, làm các điều bất thiện, khi tân hoại mạng chung, người đó ác trí tuệ bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đang bài
34 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai pháp không làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, các tỳ kheo, có người làm điều lành, làm điều thiện, che chở người sợ hãi, không làm điều ác, không ngoan cố trong việc làm. Làm điều thiện, người ấy không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta đã làm điều lành. Không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta không làm điều ác. Này các tỳ kheo, hai pháp này không làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Từ bỏ thân làm ác, hay nói các lời ác. Từ bỏ ý ác hành, hay bị khác. Có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp ác. Làm nhiều điều thiện sự, khi thân hoại mạng chung. Người có thiện trí tuệ, được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô ấy Minh và mời quý đạo tràng. Còn việc nào chưa đọc bài đàn hiểu ạ? Hai giá, dạ, cảm ơn cô nữ tại duyên. Dạ, lúc nãy cô đọc Nhật Quỳnh có một việc một chút nên không có tặng qua cho cô. Sám hối với cô ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, bên đọc bài Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ. Còn không thấy tín hiệu của vị nào nữa. Dạ, sa thú đành hay con đành lễ triệu đại đức tại nhẫn. Đã cùng ghi chúng con bài pháp của kinh số 30 và 31 La Mã. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Huynh Quách Thanh Á, cô tu nữ tại duyên, sức sẵn mong Tâm Hương, đã hoan hỷ lên kệ kinh. Ồ, Tâm Hương chạy mất rồi. Dạ, bây giờ thì cũng còn sớm 2 phút mà con thấy Thượng Tọa Pháp Tân đã vào đạo tràng rồi. Nhờ mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung tịnh Pháp Sư trước khi chúng ta được bộ kinh số 32 và 33. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa, Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa, Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mộng nặng nhờ ánh sáng rỡ hoa nặng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn hoảng, Phật là nhưng nghi hơi. Quyết lòng mở đảo giải đời, nhâm vườn lọc giả ngày giờ dân sanh. Thuyết đạo ca hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhân điều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giả pháp, bốn nguyên hạ giáp vẹn toàn. Một lòng đang thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp đen bởi nhân cơ tích. Thánh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tội mê cầu được trí trí vẹn toàn. Năm 32 là đạo tràng chúng con, an nhiên thằng con xin thay mặt đạo tràng. Dạ, con xin lỗi, con chưa đọc chánh kinh. Dạ, cảm ơn Minh Vát Thanh Á. Dạ, trước khi con thỉnh chư lên, con xin đọc chánh kinh ạ. Văn hay La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la nói đến, và tôi đã được nghe. Này cả tỳ kheo, đầy đủ hai pháp mới vậy, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này cả tỳ kheo, đủ hai pháp này, một người như vậy tướng bị rơi vào địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ với ác giới và đầy đủ ác kiến, khi người có ác trí tuệ, người ấy bị sanh vào cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 33 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo,
Một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai giới hiền thiện và kiến hiền thiện đầy đủ hai bát này, này các tỳ kheo? Một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai giới hiền thiện và kiến hiền thiện đầy đủ hai bát này, này các tỳ kheo? Một người tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế Tôn đã nói đến ý nghĩa này ở đây, điều này đã được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai này, đầy đủ giới hiện thiện, đầy đủ hiện khi sanh mãi mạng chung, người có chánh trí tuệ, người ấy sẽ được sanh vào cảnh giới cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã nắm một thầy giá. Bản chánh kinh đã chấn giúp con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thân Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Đại sư có nghe được không? Đại con kính nhân mức đến sư ạ. Gia sa thú lành thay. Nhật bình kính chúc đào tràng một buổi học được an vui tiếng hóa. Con kính nhân mức đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tam Bảo. Nam mô Sang Khai. Con xin kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo Đức Phật. Giáo Pháp kính chào Thượng tọa Minh Hạnh. Đệ Đức Phật. Kính chào Hội Thượng tọa Thế Gian cùng yêu tôn nữ. Chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết anh rõ. Chúng ta học bài 32 và 33 lại. Thì hai bài thì nó có cùng chung một cái ý nghĩa nhưng đối lập với nhau. Thì bây giờ bài hôm nay chúng tôi cùng quý vị hướng về tâm lễ tóm tắt. Arahant Samma Sambuddho Buddhang Phakuntang Abhivadami nhất tâm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chính đẳng giác. Đến thiên sư bí đèn toàn Sakto Phakota Thâm Mô Thâm Măng Nam Ma Sa Mi. Tâm lệnh lệ giáo pháp do Đức Thế Tôn kéo thuyết giảng, đạo chỉ mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Subhati Bano Phakato Sa Vaka Sanko Sam Khang Nam Ma Sa Mi. Nhất tâm lệnh lệ chư tăng, các ngài đã quả thánh và công phàm là mô phản nguyện sinh lập địa chư thiên và nhân loại. Đồng lệ bái trong bảo một cách tân đắc, nguyện cầu bảo gia hộ cho chư đức. Quý nữ, quý thiện nam nữ, luôn sẽ an lạc. Nam mô Tha Gia. Tâm hạnh tu. Đi đọc cái phần chính. Chúng tôi lặp lại rồi sau đó chúng tôi sẽ dẫn. Ở đây đó là Đức Phật này nói nếu một thầy này thì theo bài của hai thầy thì tu sĩ vào địa ngục. Cái nào là hay ác giới và ác kiến. Còn cái bài thứ hai đó là bài suy ba này. Thì ngày nay nếu mà mình khoai bản xứng giới thế nào là hai giới hiện thiện và kiến hiện thiện thì chúng ta thấy hai cái pháp rõ trước nhất là mình đầy đủ hai cái loại giới và kiến thì rõ ràng là người đã có thể sanh vào trong sanh vào cái cảnh thì cảnh nhiều rồi đang ở mình đó thì trước tiên nói trước ác giới là sao trước tiên là ác giới là chỉ ở đây là hành vi xấu hành vi xấu hành vi xấu là hiện tượng làm ở đây đó thì chúng ta thấy là cái chitana của chúng ta nếu mà chitana nó phối hợp ở 12 tâm bất thiện nói trong điều pháp là nó phối hợp ở những thiện bởi tham tham sân tham si thì cái gì mà nó liên quan đến cái việc mà chúng ta có khả đi giới là cái pháp giới luật không mà ở đây nói đến cái hành vi mình đi ăn cái hành vi ăn mà cộng với cái thấy là mình hành vi hành vi nó tạo bởi thân đủ ý bất thiện ý nghĩa thiện mà thân đủ bất thiện do chetana 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 tức là sở hữu để tạo tất cả như một người mà một người mà đúng không hoặc là một lời độc ác những cái lời dứt không đúng sự dứt không sự thật quả nhiên đi cái gì nói để mà bây co nhau bởi người mình kia người mình kia tạo nên sự split xung đột nhau thì cái đó được gọi là ác khẩu, ác khẩu. Mà ác giới chỉ do hành vi thân khẩu ý bất thiện. Chúng ta nói ở trong kệ ngôn của một tiên dạy rằng nếu với ý ô nhiễm nón lên hai hành động khổ não bước theo sau như xe chân vật cao thì ở đây chúng ta thấy rằng cái hành vi của một người dường như chúng ta thấy mình có những cái chuyện của một cái người đàn ông nọ khi thấy nước độc giá của ngài thường xuyên của những người đàn tính hộ độ tính môn tâm viên thì ăn của độc giác thì ở mé rừng thì thường thường là những cái người đàn tính này muốn đến thăm Đức Phật độc
thì anh ta thì người ta sẽ đi ngang qua cái khu rẫy, khu đất của cái ông đàn ông này. Người đàn ông này thì sẽ là tỷ, sẽ là người đấy. Bởi nghĩ rằng là Đức Phật biết là cái người mà cô độc, không ai. Cái thứ hai nữa là làm gì mà phải hộ độ cái tu sĩ như thế này. Thì cái suy nghĩ của ông như vậy là suy nghĩ một trong những cái ác kiến. Chúng ta thấy rằng là nhờ biết rằng là một người mà đảnh lễ dường để hoặc là tôn kính những cái bậc có giới đức ấy, thì cái người đó còn cũng có phước, chứ đừng nói cái việc mà đi đến để mà mình hộ độ hay mình đứng tất cả các thứ để mà mình hướng về một bậc chân tu hay một bậc đạo đức, trong đó có Đức Phật độc giác. Thì khi mà ông ta nghĩ như vậy cho nên là mới rào toàn bộ con đường, tức là con đường ta đi ngang rẫy của mình, tức là rào không cho người ta đi trong rẫy. Đó là đầu tiên mà ông ta đã không đi. Thế là những người đồng tính họ không đi được, nhưng mà cái đường đó là một phải vòng. Nhưng mà rồi vô vòng sau khi Phật phát giác á, mỗi một bữa sáng thì Phật phát giác đi trì bình thức ăn sớm, sau trở về ăn cũng thể thọ thực để mà tu ở trong mỗi đời sống thiền tập. Thì ông ta mới thấy vậy nên là sanh lòng ganh tị, ganh tị mà ghét. Nếu Phật giác không có ai, Phật giác cũng chẳng ai khi có luật này vui bớ gì. Thứ hai là ông ta nghĩ rằng nếu mà để cái ăn cắp như thế này nè, để cái đồ già như thế này, này nó có những cái luật, có cái ăn cắp, ăn cắp có đồ luật bản để mà Phật độc giả sử dụng, nên ông ta đọc khá hết luật và ông ta đốt luôn cả Phật. Từng suy nghĩ là nếu mà ông ta có ý kiến á thì có là ông thuốc không phá, là không ác kiến thì ông không phá. Đại này ông ta có ác kiến nên là ông ta phá lại là bằng về cái bệnh chính nuôi lòng ác hay là nuôi một cái lòng hiền tị, tức là tự cái ganh tị tật đổ là thì là và quả thật là khi mà ông ta đốt được vào độc giác rồi thì ông ta vào độc giác thì thực sự không có thấy cốc của mình nữa. Cuối tầm đó là sau thời gian thì rằng là chết sinh bệnh. Thì ở đây đó có những cái động cơ đó, chúng ta thấy cái sắc năng của chúng ta nữa liên tục sanh khởi. Trước là động cơ vì lòng tham, trước là sau là động cơ bằng lòng sân, tức là cái động lực, động lực đây là động lực tiện. Nó có thể là tham, nó có thể là sân, một cái hành động đốt của Phật độc giác phá được Phật độc giác này, nó phải là cái hành động bằng những sân phận tập đốt đánh trị, mới có thể tiện được. Và cái điều nữa nó là ta không nghĩ rằng là ta có cái ác gì đó thì sân phận, chúng ta cứ dính lại, thì cái quan điểm đó là cái quan điểm của một người ác kia. Thì nếu mà cái na này phối hợp với tâm thanh, phối hợp với sân, hoặc là phối hợp với tâm si, thì hãy phối với tâm tham sân nhé, thì rõ ràng có si bi cục, có si bi cục, cái si này nó cũng tạo ra sanh địa ngục, bởi vì cái này không có một cái chánh tính của cái chánh tính, thì khi mà một người mà không có chánh tính như vậy, không có chánh kiến như vậy, họ có cái ác tính, họ cái ác tính xúc họ nó đi sâu, thì họ sanh địa ngục thôi, sanh địa ngục đang giờ. Khi nói đến cái động lực sanh tâm sinh si, tham sân si thì đã chứa chấp cái phiền não nên là họ tạo ra. Rồi chúng ta thấy rằng là thứ đi nó đi ra là một trong những cái người vợ thứ phi của vua Na là vua Vu Điện, là phi nằm vua Điện. Thì thứ phi này đã nuôi cái lòng quá hạnh Phật, quan trái với Đức Phật, nhưng mà nó thì cha mẹ gái này Đức Phật vẫn biết phát bệnh không bắt hai đồng cha mẹ thân tiên Malady dẫn là quả được. Trong khi tiên nằm Malady nuôi cái lòng quán nghĩ rằng là nếu mà sau này mình tuy hay là mình là chánh hội biết khác sa môn Gotama mình phải trả tội quả thật. Sau khi mà vô ưu điện bởi vì dù sao thì cũng có phước để sanh mình đẹp nhất cũng làm phi, nhưng mà rồi đấy nuôi cái lòng quán làm đó mà cái mình đi giả này thứ vi là Đức Phật bữa nọ Phật cùng với chư tăng những ngày mang đi tìm được an toàn, mà khi mà ra đi giả này cho những người côn đồ, những người côn đồ ra chữ Đức Phật bằng nuôi cái danh từ có này mình từ là ác độc nó không được. Và cộng một cái trong cái sự ganh tị của các vị những nữ, những cái ở cung mình với nhau cũng cùng những người đi giá cũng bị tiêu đốt dịch rồi tranh vào mắt. Ở đây đó chúng ta thấy là do không trước tiên là do cái ác ý của mình, ác giới tự ý ác của mình. Cái thứ hai là do cái ác khẩu của mình. Vậy chúng ta thấy một người đó nếu như cái tâm muốn gì đó, tâm niệm cái tâm muốn nghĩ chơi thì nó mình bị sâu ý là nó không có ngay trong đời sống này, nhưng mà trong đời sống tiếp là nó có bất cứ một ít nữa. Trường hợp đó nó là cái gì? Nó là sự giả.
thành đại tội nghiệp. Và cái gì mà tổ ra trong đời sống kiếp gọi là sinh nghiệp, ác nghiệp là nghiệp tội nghiệp lợi nghiệp. Rồi cái gì mà tổ ra cứ đời sống trong đời sinh một lần thì gọi là cái đó gọi là hậu bông. Cho nên cái của mình tổ cả ấm nghiệp cũng chưa tổ ra. Điều trong tình đại là chúng ta có bảy sanh lực, sanh lực tức là các đạo nghiệp trên tức là sanh sanh tức là động lực tạo thành cái thiện lẫn bất thì cái thứ nhất là mình nghĩ là nó có khả năng trổ qua cái đời sống hiện tại. Nó có cái khả năng để trổ ra cái quả ở trong sinh kế tiếp là sống và năm sắc na diệt lực năm tinh thần sáu đó thì nó có khả năng trổ ra cái gọi là hậu bảo nghiệp, tức là chúng ta cái kiếp nào chúng ta làm gì biết đầu đủ giác kiếp cái người đó phải tinh thần người mã giới bảo kiếp thì là sống. Nếu một người ác đến bảo kiếp thì còn có ngày để ra nó thoát ra nó, nhưng mà cái người mã kiếp không bao giờ cứ dây bị hoài thì cái trách nhiệm suy nghĩ của họ nó là và do đó họ nghĩ rằng khi họ tạo ác nghiệp hoặc là cũng như nghiệp bảo kiếp không có quả báo, không có quả khổ và xúc phạm đến một cái bậc giới cực, không phải là kiếp. Chúng ta thường nghĩ là có cái bài nếu mà bị ở trong tâm gì và có dụng về bảy lửa thì trong không phải lửa hoa lắm sự sinh ra lửa cha lửa mẹ thì trong đó thì lửa thân nhân lửa thân nhân thì lửa đó thì lửa nó nên biết từng là nếu là sự đúng nhất là nó em muốn bởi vì trong những làm này tất cả các ví dụ nếu mà một người không biết sự nguy hiểm của lửa thì rõ ràng là lửa nó thì trong đó hẹn lửa và lửa là một lửa thì ở trong trường hợp này đóng như thường khi mà thành gia đã xuất phát đến Phật tiên là bằng một điều thì xin quý vị là chúng ta có phải một người bị cái nghiệp sanh trong cảnh đó cho nên là đã thấy cái nghiệp đó là một cái mà khi một người có cảm nghiệp ở trong khi mà một cảm nghiệp ở trong bất thiện cho nên là mình nói tôi lăn nhiều cái cũng không biết là mình sẽ ra sanh một cảnh sanh có khi thì sanh vào ý có khi sanh vào đi một khi sanh vào loại thân lạc chúng ta là một cái loại nó bao gồm cả sự luôn và các cái chúng bộ mà nghĩ đến sự cai quản của bốn sanh tọa còn như vậy là chúng ta không này nếu có hai trường hợp mình phải một chúng sanh nào đó tạo nghiệp thì bạn sẽ đưa ra nghiệp còn là hai là thực lực nghiệp thực lực thì cũng rất là không hết hai là cho nên là Phật giáo nguyên thủy chúng ta nó rõ ràng ở chỗ đó chúng ta nói rằng là chư Phật chẳng đánh giá không hiện ở bao điều bây giờ thì một người luôn chịu khổ cảnh bởi ác nghiệp họ đã tạo cho nên họ chịu khổ cảnh quá cái thứ là tùy từ ác chi ảnh chi nghĩa là không lớn tức là kéo lại nếu có con người chết đi sống lại chết đi sống lại không có mình nghĩ cho nên là địa ngục hay chết tức là tổn thất là khóc còn cái biết chi này là nó quá đậm nó quá một cách không ngừng mà mình nghĩ là chỉ cho cái quả mà mình không có nghĩ nên là một trên đẳng không có ra đời là có địa ngục vì có địa ngục thì nó bị ác quá ở nội nên kéo quá thì có một nhân vật mình biết sự năng lực hơn phải là lời là địa tạng nói là khi nào mà đổ hết của địa ngục ta mới thành Phật hiện là cũng chưa hết địa ngục cho nên là thật được là đưa Phật được đâu nên rồi lại là Phật nghĩa không có ra đời ở cõi trời chỉ là nghĩa không ra đời Phật không có bất cõi trời nào tại vì cõi trời là cái lãnh vực đặc biệt đó nó cũng thụ hưởng gì là được cho nên vì cõi trời là cõi phước đó nên người ta muốn được cái gì đó nên là cảm thấy được vô thường không có khổ cái ngã vậy mà nhận cho chúng ta được bản chất thực mà định là được nó thuộc bổn ngã được nhận được không được nhận được trí tuệ của mình làm sao mà tới một giấc ngủ nhận chính là trời ở đây chỉ ra đời là con bầu chứ không ra đời mà cái gì của con bầu cho nên cõi chánh đẳng theo cái bộ tức là chứ không nên các chư Phật ra đời và bạn cậu ta có thể nói rằng là có gì ra đời ra đời hết đúng rồi còn một vị Phật sẽ ra đời tức là sẽ ra đời đó rồi cho nên là cái phần mà bố hòa thượng ở ba cũng nói đó mấy thượng của các vũ trụ có thì bố hòa thượng bắt giữ vậy đó mà cái tên gì nó cũng như khỏi vì nam mô tương lai hả tương lai sanh như có bậc tương lai hả cho nên là đây một viên đáng năm là ngày khánh đại ra đời của cũng chưa ra đời cái đó trong những điều của mà thì ta thấy là con một người sẽ ra đời nên chúng ta nói ở đây chúng ta gọi là ngoài nó sẽ bảo tượng chết sống bây giờ chúng ta đời cũng giáo quá như vậy thì các bạn chúng ta để cái nhau chỗ đó dưới thọ mà do chúng ta giàu thời Phật Thích Ca thì chưa biết cái bóng đáng là một lần sau một lần nhưng mà phải bắt tới giác hai lần tức là ngọc cũng một do cái thọ của thầy Phật Ca Sắc Đắc rồi thì dài cho nên là tới khả năng sản phẩm vật vậy nói theo đó giáo lý thì là dạng Phật ta hình tính dưới nào bây giờ chúng sẽ không biết tại sao có người có cái đức Phật chánh đẳng chúng ta được vì là có người có công tâm lực lớn cái trí của mình cái trí thì mình muốn cho nên là con người của người ta có chánh hơn cả cái cõi trời còn là gì bây giờ cõi trời với lời hướng của mình tâm nhập nên nhờ bà sanh thì họ cho nên họ sanh thì họ cho nên họ không có gì này của chúng ta có cái giới hơn là ở đây thì cũng lý do mà chỉ cần chúng ta chính đã thương đoạn mà còn nhập mà giờ chúng ta thấy ở đây có năm năm thì Phật kỳ phải cái việc giải quyết là vì họ thiếu cả trí và cả đạo đức tham đạo đức không có những cũng trong thường cái gì cũng như là sinh loại ở trong thế giới này có riêng loại nặng một sinh loại ở cả những chương trình hành loại.
luôn quan tâm đến cái tâm từ đó. Có chúng ta hãy có là nó làm tổn hại dù anh tra khảo hay giết mà muốn giết chết mất một số. Thứ hai nữa là cái người muốn tập dưỡng đấy thì họ thích tâm tâm mà sau cái bài học mà không có mày nó có được phật phật tâm đại thoát nào không có bị chúng tôi quên này gọi là tự tâm giác. Chính từ đó nó ở cấp độ mà vượt ra khỏi sự ràng buộc của cái với cái từ tâm giác đó mà vượt ra khỏi những cái gọi sự ràng buộc của phiền não. Cho nên khi mà tâm vượt ra khỏi các cái chuyện cái phiền não như vậy đó, thì gọi là tâm giải thoát hay là tuệ giải thoát. Thì tự tâm giải thoát đấy là một trong những cách mà nhờ mình luôn dùng để công tự, tức là mình không có sát hại làm tổn hại dù một ý nghĩa nhỏ nhoi, một cái ý nghĩa nhỏ nhoi. Trong Phật giáo chúng ta thường đề cập đến cái việc đó là mình vui trong cái việc tiện của người khác đó, thì mình cũng có phước nữa, đó là mình tùy ý việc tiện của người khác mình cũng bất. Nhưng mà ngược lại đó là mình vui ở trong cái việc ác của người khác, coi chừng mình bị tội nghiệp, nghiệp ở đây là nghiệp bất thiện, vui trong cái hành vi ác của họ thì coi chừng bị. Hữu chi là cái việc mà mình nuôi dưỡng cái tâm từ. Cái thứ hai nữa là nếu như một người mà không có lòng khởi lòng tham lên bất cứ một cái vật dù là lớn hay là nhỏ, hay là cưỡng đoạt hay chiếm đoạt hay là hay lừa gạt vân vân, hay trộm cắp của người ta vân vân, thì dù là vật lớn hay vật nhỏ mình cũng không có lấy, không có làm mất mát của người khác. Bởi vì mình trộm đạo của người khác, nếu một người mà trộm đạo của người khác có nghĩa là tích lũy ở trong lòng một cái sự bón sen, một cái sự tham lam, một cái sự keo kiệt muốn sinh, thế là lòng của mình đâu có bỏ được những cái thứ bợn nhơ phiền não hay những cái sự trói buộc bởi những cái mà không đáng có, không đáng có. Không đáng có ở đây đó là những cái điều mà chúng ta không muốn từ bỏ bởi vì cái lòng tham của mình. Cho nên là mình không có trộm đạo, không ai cái việc mà ngăn chặn cái hành vi xấu để không có cái quả khổ cảnh ở trong tương lai, thì cái việc mà mình ngăn cái việc trộm đạo hay lừa gạt chiếm đoạt gì đó mà để xả bỏ đi những cái sự keo kiệt bún sinh ở trong nội lòng của mình để mà mình thoát đi ra những sự ràng buộc của phiền não, thì đó là cái ý nghĩa mà vì sao mà mình phải tu tập, gọi là tránh xa những sự trộm đạo, tránh xa những sự trộm đạo, hoặc là mình tránh xa cái sự hành dâm. Ví dụ nó vậy thôi. Nếu mà mình tránh xa cái sự hành dâm, bởi vì một người mà hành dâm thì quả báo khổ, quả báo khổ. Tùy theo cái cấp độ, chúng ta hiểu rằng đa số các tôn giáo thì chúng ta gặp có năm cái phần giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó. Nhưng mà có một số tôn giáo bị cái chuyện uống cặt để chất sai đó là bình thường. Rồi trong cái sát hại của họ đó, cái sát sanh thì đối với họ nó cũng có hạn chế, tức là không có giết người thật, chỉ còn con vật thì cứ giết thôi, cứ giết thôi. Thì cái này là không phải Phật giáo. Phật giáo là tin tưởng bất cứ một sinh loại nào, ngay cả cái tà dâm cũng vậy. Thì cái việc tà dâm là tùy theo một cái phong tục tập quán văn hóa và tùy theo một cái tôn giáo mà họ theo. Nhưng mà rõ ràng là cái nhân mà bạn đó, thì nó là cái nhân để luân hồi, tạo ra cái quả để luân hồi, vẫn là truyền sinh, nó là truyền sinh. Là nhưng mà do là cái lý do là truyền sinh thì rõ ràng là cái người đó họ tạo cái nhân để tiếp tục luân hồi. Cho nên là mà ai sợ muốn tu tập giải thoát thì phải sợ luân hồi, mà sợ luôn muốn sợ luân hồi thì đánh sợ bạn như thôi. Chưa có kể là báo xấu, là sanh vào loài thú, bạn sanh loài địa ngục quỷ gì đó, chưa kể. Nhưng mà ở đây là mình nói là muốn giải thoát thì trong đó phải có sự tránh xa, tránh xa. Thì chúng ta nói ở đây là nói trên phương diện nghiệp báo hay là nói trên cái phương diện tu tập, thì dù gì đi nữa thì một người tu tập phải tránh xa những điều đó. Thì cái giới thân hiện tiện hay là cái ý suy nghĩ của mình do cái suy nghĩ, cái quan điểm của mình, cái suy nghĩ của mình, do lòng tham của mình mà khiến cho mình bất chấp. Nếu có một ai đó vì lòng tham mà bất chấp tất cả tội lỗi, tất cả lại phải, tất cả sự liêm sĩ trong cuộc đời này, người ta bất chấp để họ có những cái hành vi tham đó, hoặc là sát sanh, hoặc là trộm cắp, hoặc là tà hành gì. Nhưng mà một người mà có sự hiện tiện ở đây là mình tránh xa giới hiện tiện này, tức là sát sanh, tránh xa trộm cắp, mình tránh xa tà hành, là như vậy. Rồi khẩu của mình cũng không có nói dối, ngược lại là một lời nói phải nói là thật, nói chân thật, nói chân thật. Dù gì đi nữa thì cũng phải nói chân thật. Giống như chúng ta y vào kinh điển chúng ta nói cũng là lời nói chân thật. Mình nói sai ý kinh điển thì mình cũng là không phải là nói chân thật. Cái thứ hai mà nói để cho người ta sai hiểu lý kinh cũng là một những cái lời nói không thực tế. Rồi trong cơ sở hàng ngày mà mỗi sự việc gì xảy ra mà mình nói không đúng với sự thật thì cũng là nói dối rồi. Nhưng mà ngược lại đó là ở đây giới hiện tiện là mình nói những cái lời nói chân thật, phải nói những lời chân thật, nó đúng với sự thật của nó, đúng sự thật. Cái thứ hai mà nói có thể cỡ bằng cái tâm tư. Chúng ta để ý coi, chúng ta có thương tổn ai bằng những cái lòng từ thì mình mới thật sự cái lời nói nó chứa đựng những cái sự những cái sự xây dựng, hướng nghiệp, hướng đến cho người đó được tốt đẹp, hướng đến cho người đó tốt đẹp. Còn nếu mà nói cái chuyện gì đó mà thiếu cái lòng từ của mình, ví dụ như là người bạn thân của mình, người bạn của mình mà mình với người đó sợ người đó bị lạc đường, sợ là lạc đường xấu gì đó, thì mình nói bằng với cái lòng từ là thôi anh đừng nên làm như vậy, chị đừng làm như vậy, thì mình nói đó là nói bằng cái lời nói bằng tâm từ, mình nhờ cái tâm từ đó mình có thể là thuyết phục được họ và họ làm cho họ cảm phục được cái bằng những cái lòng từ của mình mà họ nghe theo, họ làm thì họ cảm thấy như an lạc, cảm thấy mát mẻ. Cho nên là một người mà nói bằng tâm từ thì làm cho cảm mát mẻ,
Nhưng người bạn nói bằng cái lòng sân hận thì rõ ràng là trước thì sau, không sớm thì muộn, thì nó cũng phải là tạo nên sự khó chịu cho mình và cho người khác. Bản thân của mình cũng khó chịu nữa. Cái người nói bằng cái tâm độc ác sân hận thì bản thân của mình là trong nội lòng của mình là không có cái sự an lạc, chứ đừng nói. Bởi vì lửa sân nó đang nung nóng mà, đang nung nóng. Và khi mà trút cái lời bằng cái lòng sân của mình thì rõ ràng là làm tổn thương người khác, không sớm thì muộn, không xa thì gần, không lớn thì nhỏ, nó dẫn đến. Cho nên là ở đây là mình khởi bằng cái lời nói bằng những cái tâm tư của mình. Cái thứ ba là nói luôn luôn mang đến cái sự lợi ích cho người khác, mang đến sự lợi ích cho người khác, tiến bộ cho người khác. Mình nói ở trên diện đời như vậy, hướng nghiệp cho một người khác thì người thầy dạy sao con làm nghề này cho tốt đi, con làm bằng như vậy, dạy hết bằng tất cả khả năng của mình, hết tất cả tấm lòng của mình truyền đạt cho cái người học trò. Một thời gian sau cái người học trò đó thành tựu được nghề, tức là làm được nghề, nhớ ơn thầy. Cái chuyện mà nhớ hay là không chuyện nó tùy, nhưng mà rõ ràng mình truyền đạt bằng những cái tâm của một người thầy, mình muốn cho người ta được tiến bộ thì người ta được tiến bộ. Sau này người ta có nhớ hơn không, nhớ hơn gì, nhưng mà mình cũng đã hết lòng mình với cái sự tiến bộ của một người học, tiến bộ của người học. Bây giờ mình nói trên phương diện của người tu đạo, tu tập trong Phật giáo, tu tập trong Phật giáo, người thầy cũng mong muốn là một vị chư tăng cũng mong muốn cái người Phật tử có được sự tiến bộ, thì mình nói những lời nó là để cho những người Phật tử hiểu, kiến thức rõ được cái đó là cũng là trong cái giới hạnh của mình, giới hiện tiền của mình. Cái điều nữa đó là ở trong Phật giáo của chúng ta là chúng ta nên bắt chánh đạo, bắt chánh đạo. Nếu mà mình nói chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là chỉ cho cái giới hiện tiền của mình, mình có những cái chân chánh như vậy thì cái quả nó thường thường đưa đến sự an vui. Bây giờ mình nói đến kiến hiện tiền ở đây đó là chánh kiến của mình, kiến hiện tiền mà mình làm cái việc gì mà mình hiểu đúng nó, hiểu đúng nó. Bởi vì tất cả những cái gì đó chúng ta còn ở mức độ tương đối thì nó còn phải chịu tương tác ở trong nhân quả nghiệp báo. Chúng ta đều lấy căn cứ nhân quả nghiệp báo để chúng ta thực hành. Cái thứ hai là chúng ta hiểu ở trên phương diện giữa thanh tịnh và ô nhiễm. Cái nào là thanh tịnh, pháp nào là thanh tịnh, pháp nào đưa đến thanh tịnh tương đương trung bình, cái pháp nào là đưa đến thanh tịnh tương đương, tức là thanh tịnh tiêu cao siêu đó, pháp nào là đưa đến cái thanh tịnh trung bình, rồi pháp nào đưa đến bất thiện. Mình phải hiểu rõ được điều đó, và cái hiểu rõ điều đó thì tuyệt đối người mà có chánh kiến ở đây là tránh xa những suy nghĩ cũng một cách lệch lạc. Kiến thiện ở đây đó là hiểu đúng về nhân quả, hiểu đúng về cái sự thanh tịnh của nội tâm, hiểu đúng về cái sự bất tịnh ở nội tâm, và pháp nào là thanh tịnh trung bình, pháp nào là thanh tịnh hạ thấp, và pháp nào là thanh tịnh tương đương. Chúng ta hiểu rõ như vậy, nhờ hiểu rõ là giúp cho mình định hướng một cách đúng đắn, đó chính là chánh kiến. Đó chính là chánh kiến. Ở đây đó thì tu tập về bát chánh đạo thì chánh kiến nó cũng là một trong những yếu tố của trí tuệ, chánh tư duy cũng là một trong những yếu tố của trí tuệ. Nếu chúng ta tu tập, vì sao mà trong bát chánh đạo không nói giới định tuệ trước, giới trước, định kế tiếp là tuệ sao? Nhưng mà ở đây là khi mà nêu trong bát chánh đạo thì chánh kiến và chánh tư duy vào trước. Ở đây nói tức là mình muốn tu gì đâu, nhưng mà mình định hình cho một cái sự thấy đúng, biết đúng của mình, suy tư đúng của mình, thì cái đó là để mà mình thực hành trong cái giới của mình, rồi trong cái định của mình. Một người mà có ác kiến trong kinh ví dụ giống như là một cái lợp, cái lờ đặt ở ba sông, và tất cả các cái thủy lồi thủy tộc được bơi ngang đó lọt vào đảo được, làm được. Người có ác này. Nhưng mà một người mà có chánh kiến, tức là biết là thấy đúng, và chính bản thân của mình thấy đúng, mình có thể là sanh thế giới, hay là xa hơn nữa là cái tâm của mình được cái thanh tịnh. Đạt như vậy thì ở đây là sanh thiên giới nhé, chỉ có chánh tịnh chánh niệm mà sanh thiên giới. Chúng ta là đi mặt Kundalini, chúng ta học cái cuốn nhắc đến điều chuyện đó. Mặt Kundalini thì lúc bình sinh thì không thấy Đức Phật, đã khởi lên lòng tịnh định. Có thể nói là những cái sự ưu phiền, những cái sự phiền não nó có thể nói là với cái tâm tịnh của mình lúc đó bạn về Đức Phật, không tròn đầy Đức Phật. Là do vậy mà thanh niên đã sanh làm vị thiên, sanh làm vị thiên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói rằng rõ ràng là với một cái chánh kiến giúp cho người ta có thể sanh thiên giới, là từ cái mà có cái bức đánh cái điều kiện đó, người ta thấy biết đúng như vậy đó, thì rất nhiều giúp cho cái người đó hướng đến những điều kiện tránh sanh điều quả. Cho nên là cách nào mà làm cho nội tâm của họ được an tịnh, cái cách nào mà làm cho cái tự thân của họ tránh sanh những cái nghiệp, họ biết được điều đó, cho nên họ đang nỗ lực. Và khi mà nỗ lực vậy thì ít nhiều là chúng ta biết rằng nghiệp nó có thể là từ nghiệp hoặc là có thể là cộng tự nghiệp, không? Nếu thường nghiệp không biết định được thì cộng tự nghiệp sẽ biết định đời sống kế tiếp của họ. Ở đây với một cái người mà tu tập thì mình quen những điều thiện, tránh sanh điều ác, với cái quan điểm của mình, tức là cái ý kiến của mình hiểu một cách đúng đắn như vậy thì đã củng cố được cái định hướng của mình ở trong cái đối tượng hành đạo của mình ở hiện tại này cũng là cái tương lai, ví dụ vậy. Thì bây giờ là khi mà mình đã định hình được thì mình cố gắng thực hiện những điều đó, và khi mà mình thực hiện những điều thiện như vậy thì mình được phải là sanh thiên giới nhờ cái sự hiểu biết đúng của mình. Chánh kiến là một trong những cái phần trí tuệ về Phật, chánh tư duy cũng là một trong những cái tuệ Phật. Mình suy nghĩ, mình hiểu đúng, mình làm những điều đúng, và khi đó thì nó giúp cho mình được sanh thiên giới. Thì khi mà tổng thường nghĩ trong đời sống hàng ngày mà nó không biết được là gì, nó yếu ớt quá đi,
Ở đây chúng tôi nói là thường nghiệp thiện của mình trong đời sống hàng ngày vì quá yếu ớt thì nó có thể lấn át bởi một pháp bất thiện, nó làm cho một trong những cái nghiệp và nghiệp không nghiệp thì nghiệp tướng hoặc là thú tướng khi chúng ta sắp sanh chung. Nếu một người không có chánh niệm tốt thì khi mà mình trước khi mình lâm chung mình lại thấy những cái cảnh mà toàn là làm gì xấu, cái gì tốt cũng cái gì tốt nó không nhớ, nó khổ gì nó không nhớ, nó không nhớ cái gì tốt, nhớ gì xấu. Bởi vì khi mà chúng ta sắp sửa lâm chung thì những cái gì mà đeo mũ thập thiện cứ dồn dập tới vậy, mà khổ não là mình có một cái hướng phát triển mà chưa đủ mạnh trong đời sống hàng ngày. Ý muốn tức là mình không quen tụng niệm trong đời sống hàng ngày, mình quen vô tập, quen vị giới, quen thanh thiện, quen bố thí cúng dường, quen cung kính bản lễ, nhớ rất nhiều. Ví dụ như thanh niên mắt không đa ly kỳ gì đó, trong đời sống hàng ngày không có làm những cái công việc thiện sự gì, nhưng mà có được có duyên lành làm sao mà được Phật xuất hiện tới đó, thì tự động thanh niên mắt không đa ly khởi tâm tỉnh tính đối với Phật thật, chỉ có vậy thôi mà thanh sanh lòng quy đức. Thì mình nói đó là trong những cái cảnh nghiệp và cảnh cảnh thiện đó để khơi lại cho họ sanh cái lòng tỉnh tính. Ví dụ vậy thì thường nghiệp thiện và thường nghiệp thiện mà nó không có quyết định được thì cận tử nghiệp nó sẽ quyết định. Cận tử nghiệp mà cận tử nghiệp thì ví dụ như sắp sửa lòng chung thì nghiệp tướng và thú tướng, nghiệp là những gì mà chúng ta tạo trong đời sống hàng ngày, bao gồm cả thiện và bất thiện. Mà cái người tu mình không quen không làm cái gì thiện cho mạnh á, tức là mình thực hành thiện pháp cho mạnh á, thì nó không có nghiệp thì không là thực nghiệp á, thì nó trở thành nghiệp tướng hoặc là thú tướng. Nghiệp tướng tức là những cái gì mà liên quan khi mình làm nghiệp bất thiện đi thì mình sẽ thấy nếu mà mình chuyên nghiệp sát sanh thì mình sẽ thấy cái gì, thấy dao, thấy thớt, thấy búa, thấy trâu, thấy bò, thấy mắm, thấy me, như nước, thấy lửa, thấy như nước, thì những cái đó nó làm cho cái tâm của mình dính mắc vô đó, hoảng loạn dính mắc vô đó, thì nghiệp tướng đó sẽ làm cho tái sinh vô trong cái cảnh giới đó. Mà cảnh giới này là cảnh giới bất thiện. Còn nếu như một người mà làm gì thiện thì mình lại nhớ thấy hình ảnh của Đức Tăng, thấy hình ảnh của Đức Phật, nhớ là cái việc mình đã từng bố thí cúng dường, nhớ là cái việc mình đã ngồi thiền, cái tâm mình quay trước, mình an tịnh ở nội tâm, mình có chánh niệm, không có tán loạn, nhớ được những điều đó tâm mình sinh tâm quản lý. Thì đây đó là nghiệp tướng liên quan với cuộc sống, đời sống hàng ngày. Nhưng mà nghiệp tướng bất thiện thì bất cứ một cái hình ảnh nào khơi dậy cho mình một cái nghiệp bất thiện này, thì đó là nghiệp tướng bất thiện. Bây giờ nói đến thú tướng bất thiện. Thú tướng bất thiện là cảnh giới mình sẽ đạt. Cảnh giới mình sẽ đạt. Thú tướng bất thiện là mình cảnh giới mình sẽ đạt. Cho nên là vì sao mình thấy là ông bà chúng ta có cái điều đó là mình tìm người ông bà, gia đình mình có mất thì đừng dặn con cháu đừng có khóc. Mà thấy gian thường tình mà làm sao mà chứng kiến trước một người thân ra đi mà mình không khóc được. Mà làm sao rồi? Bây giờ dặn là đừng có khóc, đừng có đứng trước cái người sắp sửa chết đó mà khóc. Sao không quyết lý, sao không nhẫn được, mình tiếc nuối, người ta gọi là nuối này nuối kia. Nhưng mà sự thật là tại sao nó có một ý là người ta không cho mình khóc là vì đừng để khóc hy vọng là một cái gì đó là để cho người ta quyết lý, người ta dính mắt vô. Hay là thường thường là cái người già nha, người chết họ lại thấy ông bà thấy ông bà chết đầu tư của ai cũng lý vậy nè, chết từ xưa thấy ông bà vui chơi hoặc thấy ông bà vậy được coi chưa, hoặc là mình thấy cảnh giới chư thiên, cảnh giới chư thiên, thấy cảnh giới chư thiên thì những vị thiên thì họ có những cái tòa lâu đài rồi sống nó hưởng phước thì mình quay thì giờ gì mình sẽ làm chư thiên rồi. Là nếu mà mình thấy ông bà ra thì mình sẽ là người, nhưng mà thấy con vị này con vị kia thì mình sẽ vô địa ngục, hoặc là thấy con này con kia đó thì mình sanh vào loài thú rồi tái sanh chẳng hạn như vậy. Thì thú tướng là cái nơi mà mình sẽ tái sanh, cái nơi mà mình sẽ tái sanh, thú tướng là như vậy, là định hình những cái cảnh giới mà mình sẽ tái sanh đến đó. Nhưng mà ở đây cái trường hợp mà ý nó khác, cái tác ý khéo khác, mà để mà có cái tác ý khéo thì khó lắm. Giống như chúng ta nhớ trong cái thú có một câu chuyện bà tính nữ nó có một cái người con trai đi tu, người con trai đi tu vậy cho nên là bà có một con màu con trai tu bà nghĩ mới bà ráng cố gắng mai giặt giải thì sao đó, mai là nhuộm cái chiếc y của con bà, nghĩ rằng mình cho con mình thôi, với cái tình thương một người mẹ cúng cho con mình, cho con mình xuất gia tu rồi. Nhưng mà nhuộm cái nỗi gì thì nó đỏ đi, những cái màu gì đỏ sậm á, màu ngà sậm á, màu quái sắc mà đó là cái màu vàng, màu ngà sậm. Thì khi mà bà lâm chung á, bà nhớ nhưng bà mai cái chiếc y xong bà cúng cho con bà, với cái tình thương của người mẹ mà, nhưng mà bà rất là quan hệ. Nếu như bà lâm chung thì bà thấy lửa, thay vì một người ta thấy lửa thì chắc chắn cái người này sẽ sanh địa ngục, bà sẽ sanh địa ngục. Nhưng lúc bà lại có một cái tác ý nữa là cái y của con bà màu đỏ, màu đỏ nữa đó, bà nhớ là cái chiếc y của con bà sinh tâm quan hệ, sinh tâm quan hệ. Cái tác ý khéo ở chỗ này là thì nó cũng tùy thuộc vào cái nhân viên thiện đó, nó có cái ý đó. Chứ bằng không là thấy lửa thì sanh đi ngủ thôi chứ sao mà sanh cảnh đến được. Nhưng mà bà thấy được, bà nhớ cái chiếc y của con bà sanh lòng quan hệ, sanh tâm quan hệ, bà sanh lòng một vị thế. Rồi chúng ta nhắc đến một cái câu chuyện của Du A Dục đã bình sinh là làm nhiều cái công đức là xem như là một vị hộ thời hậu thời Phật giáo, tức là sau khi Đức Phật tịch diệt độ khoảng gần coi như là khoảng 300 năm sau thì vua Du A Dục mới xuất hiện. Mà ngày nay chúng ta thấy là các cái thánh tích còn lại, cái phế tích còn lại, những cái thánh tích mà còn lại ở trên toàn cõi Ấn Độ, phải nói là nhà Du A Dục trung hưng Phật giáo ở tại Dương Lực. Từ ở nơi đây cho đến nơi kia có những cái trụ đá của Du A Dục. Mà được biết là Du A Dục đã tài trợ cho cái cuộc tiếp tập tăng lần thứ ba trước khi Phật giáo quy tụ được truyền sang đạo Tịnh Lan. Chúng ta biết. Nhưng mà rồi đó, những cái công đức của ông ta là rất là nhiều, nhưng mà khi mà ông ta khuyên cái người người tài
là ông ta kêu hãy bố thí cúng dường để ăn được. Nhưng mà chỉ có một điều đó là cái người tài khố của mình không có làm theo ý của ông, thế là ông ta sanh lòng bực bội, ông ta có thể sanh giận, nó ăn xong rồi nó lên ra đi. Như vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là cả thiệt nó cộng với cái yếu tố ác tiếng đó mà. Nếu một người mà có cái ác nhất thì cái người đó sẽ sanh địa ngục chờ với họ. Ngược lại, nếu một người mà có giới hiện thiện, tức là cái hành vi của họ đúng, là họ làm những cái điều và họ có được sự hiểu biết một cách đúng đắn nữa, thì họ sẽ sanh thiên giật. Và đồng thời nếu mà họ còn sanh lại làm người, họ còn tái sanh thì những cái chủng tương thiện của họ có những cái điều mà do giới hiện đó, có những điều do kiến thiện đó mà làm cho họ có thể tu tập đạt được sự giải thoát tương lai. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ liên quan đến hai cái ý nghĩa bất đồng với nhau giữa kiến ác giới và ác kiến, và kiến hiện thiện và giới hiện thiện. Một đằng là một đằng là nếu mà một người có ác giới và ác kiến thì địa ngục đang chờ với họ. Ngược lại nếu một người mà có giới hiện thiện và kiến thiện thì thiên giới sẽ chờ họ. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động khổ não bước theo sau như xe chạy bậc kẹp, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không đầy hình, đó là trong kinh pháp của Đức Phật này là như vậy. Vậy thì ở đây trong hai cái giới đối lập, hai cái chi quán đối lập, để chúng ta hiểu rằng rõ ràng là một người mà còn sanh ở luân hồi thì đó là có chuyện nào, nhưng một người sanh khổ cảnh thì cái khổ não là do ác kiến và ác giới của họ, cho nên họ sanh khổ cảnh. Vì vậy cho nên là sở hữu tư nó có thể phối hợp ở trong 12 tâm thiện, có thể sanh vào khổ cảnh, mà sở hữu tư mà nó phối hợp ở trong các cái tâm thiện, dù là tâm thiện dục giới hay là tâm thiện sắc giới hay tâm thiện vô sắc giới, thì sẽ là cho phải sanh ở các cái cõi trời để vui, chẳng hạn như sáu cõi trời, bảy cõi trời để vui, đó là cõi người tứ thiên dương đau lợi đấu sức giả ma quá lạc thiên thao tự tại, hoặc là 16 sắc chẳng hạn, có vô tưởng đắc tục sinh bằng sắc bằng nguyện thôi. Đúng. Còn lại nếu như mà nếu giới sở hữu tư mà phối hợp với lại bốn tâm thiện vô sắc thì cho quả tái sanh ở bốn cõi vô sắc, bốn cõi vô sắc. Thì chúng tôi xin được chia sẻ ý nghĩa của bài học hôm nay, xin dứt lời đây. Trước khi dứt lời thì đánh đầy tạm biệt công đức. Xin chào những người luôn Phật tử, quý vị và ngài luôn luôn được sự an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, Sa Thú Lành Thai. Chúng con thành kính lên thượng tọa Pháp Ân đã thuyết giảng hai đoạn kinh ở trong kinh Tiểu Bộ cho Phật tử chúng con nghe để hiểu rõ và cố gắng thực hành theo những lời Phật dạy, hầu thoát khỏi tử sanh luân hồi. Sau đây chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung để chúng con được tròn đủ phước báo ạ. Con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, con không biết Thượng tọa Minh Hạnh có nghe con nói không? Hay là Thượng tọa đã qua bên rung bên kia rồi? Nếu xưa Thượng tọa Pháp Tăng còn ở trước máy, con kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, con kính Thượng tọa. Dạ, có lẽ là Thượng tọa Minh Hạnh đang ở bên rung kia. Đừng có cách thân. Xin để giữ tầm một chút. Phật tử sắc tâm an đây làm đặt căn tu sắc bồ đề và ba sắc phật bồ tát và ba đề đa sa đa sa ti và văn tu tế và tu sắc bằng ngang và làm đặt căn tu sắc bồ đề và ba sắc sanh ca và ba đề đa sa đa sa ti và văn tu tế và các thức tâm có đến người cầu xin chư thi một vị cho người do nhờ vậy của chư phật do nhờ vậy của gia pháp do nhờ vậy của gia tăng các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tin thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, tôi còn kính tri ân thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Còn thành kính tri ân chư tôn đức đã từ bi quan đến đạo tràng, chúng con rất quan hỷ sự hiện diện của quý ngài. Có biết là chưa bên cho lớp học được thành phần phước báo, chúng con kính chúc quý ngài thân tâm luôn an lạc, an vui trong đời sống và mạnh và quả sớm di thành. Kính cảm ơn quý bà, quý cô phụ nữ cùng đại chúng đã vào rôm pháp cứu kinh chuyên đề. Bị kể kinh nhà tính pháp, kính chúc quý vị luôn an các tường trong chánh pháp nhiệm màu của tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay đến với chư thiên các vị ân nhân cha mẹ đã quá dạng và còn tiền, cầu mong cho các vị ấy luôn được an vui và sớm được đoạn trần phiền.
Động giác làm sao cùng bên quyền thải chúng sanh, nguyện cho nhân loại ra nguyện diện tâm tham hao thời gian sớm nhiên thành tu số khi